đời trước An Khả Hân lòng tràn đầy vui mừng chạy về phía Phó Tử Hiên, khát khao có tương lai của hắn, sau đó nàng mới biết được nguyên lai hắn chưa bao giờ muốn có tương lai của nàng. Một khi sống lại, thầm nghĩ ly hôn, nhưng kiếp trước đối với nàng lạnh lùng vô tình nam nhân lại hai mắt đỏ bừng một phen ông lấy nàng dâu ta không đồng ý ly hôn. An Khả Hân Đây vẫn là Phó Tử Hiên sao? Nhưng hắn không muốn ly hôn thì làm sao bây giờ? Chạy nhanh chạy nhanh, một mình xinh đẹp nàng không thơm sao? Phó Tử Hiên Vợ chạy thì làm sao bây giờ? Đương nhiên là nhanh chóng đuổi theo. Nếu không bị người khác bắt cóc thì làm sao bây giờ? REFEREENCS, tên bản tham chiếu. Chương 1 Đêm tân hôn ta trùng sinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Tỉnh mộng kiếp trước bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Chúng ta ly hôn A. À. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Ta không đồng ý ly hôn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Khách không mời mà đến. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 6 Ta có không gian. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Thông tin đạt lý cha mẹ chồng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Khả ái đại cô tỷ bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Ta như thế nào nhằm vào ngươi? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Thu trạm ve chai tao bao. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.